Này các bạn, hôm nay nữa mình có cô giáo mới, không biết cô có xinh đẹp không he? Trời ơi, mình cũng vậy, mình cũng không biết là cô giáo có hot không nữa. Cậu nói hot à? Hot là cái gì vậy? Hót là ngực tấn công mà mong phòng thủ đó. Trời ơi, Nghĩa là sao? Cậu nói khó hiểu quá à. ý cậu nói là sốc chảy máu muối đó mà. Thiệt tình à, bó tay với các cậu luôn đó. Các cậu hết thuốc chữa rồi. Đúng là các cậu hết thuốc chữa rồi mà. Các bạn im lặng, có tiếng bước chân cô ráo đến rồi đó. Chúng Chúng em em chào chào cô cô ạ. ạ. Cô xin chào tất cả các em. Cô xin tự giới thiệu, cô tên là Hoa và từ hôm nay trở đi thì cô sẽ là chủ nhiệm của lớp mình. Còn bây giờ, cô xin mời tất cả các em hãy tự lần lượt giới thiệu về mình đi nào. Cô mời em Nam ở bàn cuối cùng. Dạ thưa cô, em tên là Tèo ạ. À. Dạ thưa cô, còn em tên là Tý. Tên em 6 năm. Sao vậy em? Không sao đâu, em cứ mạnh dạn lên. Dạ thưa cô, thực sự tên em rất chi là xấu ạ. À. Dạ tên em là em tên Không sao đâu, em hãy cứ mạnh dạn nói cho cô biết tên của em đi nào. thưa cô tên em là một thứ mà cô rất thích cầm đó ạ. À. Em tên Cu đúng không? Dạ không phải, thưa cô tên em là Phấn ạ. Anh ơi, ai nó về pặc pặc, hãy đến và trao cho em nụ hôn đi nào. Ok, anh tới liền em yêu. Anh nó về bạc bạc. Em đợi anh Học này, tìm hàm đến bao lập đi. ao. À quên mất, để anh đi làm ngụm bia đã, cho nó có tinh thần trước khi hôn em. Sao bây giờ mình lại cảm thấy đau bụng thế nhỉ? Không lẽ lại... Ôi không, đừng có xảy ra lúc này. Mình cảm thấy đau bụng quá, không chịu nổi nữa rồi. Đau bụng quá, đau bụng chết mất thôi. Ôi, thối quá. Ôi không. Tao xin mày đấy, hãy chìm xuống đi. Anh ơi, xong chưa? Xuống với em đi nào. Inevo pặc pặc. Hi hi. Được rồi, đợi anh 5 giây nhé. Anh Đường vào tìm em bao lớp áo. Trời mơ đông, anh vào nó cho tay vào. Ok em yêu, đã sẵn sàng chưa? Hãy nhắm mắt vào đi nào. Người ta chờ lâu lắm rồi. Ủa? Cái gì thế này? Ủa? Em xin lỗi ạ. Chuyện gì vừa xảy ra vậy nè?